nhớ đăng ký cho mình nha. Gần nhà thờ Thanh Hóa là có khu vui chơi rất là nhiều, rất là đông. 60.000 một vé thôi, cái này là nhét banh vào cho nó thổi ra. Đó. Rất là đông, rất là vui. 60.000 một vé. Rất là rẻ. Nhưng mà rất là nhiều trò chơi. Quá trời trò chơi lên. Đây là, đây là trò chơi nhét banh nè. Quá trời trò chơi gắn lô xe nè. Banh này nhiều, rất là nhiều xe, rất là nhiều trò chơi. Các bạn nhớ đến ủng hộ khu vui chơi này nha. Rất là mát, không có nóng gì hết á. Ai quay phim nhớ đăng ký, ai coi thì nhớ đăng ký cho mình nha. Ôi giời, đây này, xe banh quá trời luôn này, nó tự chạy nè. Nhét banh vô nó tự chạy nè. Việt ơi, hello. Quay hả? À, con sử dụng con quay vậy hả? À, con quay vậy nó tự tự chạy hả? Quay nào, quay nào, quay cho coi nào. Con làm gì con? Con này. Con làm gì á? Đang nhét con về rồi. Nó có chạy không? Đang chạy. À, nó đang chạy hả? Đang chạy là đó, đó. Con cái nhét banh là nó tự chạy là đấy, nó tự phun ra này. Còn cái này là nhét vào. Nhét càng cao thì càng tốt. Việt làm gì Việt? Chơi gì? Ừ? Con chơi gì ấy? À? Không cho các bạn chơi à? Chơi gì ấy? Cái trò chơi này trò chơi gì? À, trò chơi này trò chơi gì? À, trò chơi này trò chơi gì á? Việt, trò chơi gì á? Úi giời, đưa xe lên luôn à? Nó chạy được không mày? Được luôn. Ghê mày. Đang xây nhà. Đang xây nhà à? Ngon mày. À, quá trời luôn, trời quá trời 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 luôn. Đang xây nhà luôn. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Việt vui không? Việt chơi vui không? Việt chơi vui không? Việt quay này. Vui không? Vui. Cho các bạn chơi với. Ừ. Biết vào đây bao nhiêu tiền một vé không? Bao nhiêu? 60. Biết chỗ này chỗ gần gần đâu không? Gần đâu không biết. Không biết luôn. Biết trời rồi. Dạ, trèo lên chị Mon chở đi chơi con. Dạ Mon. Chị Nhi kìa. Chị Nhi ra, ra chị Nhi chở con đi trên xe kìa. Xe này Trung Quốc ngồi được không? Ôi giời, rồi Mon ngồi lên Việt chở. Mon ngồi lên đây Việt chở. Đợi xíu. Rồi, Việt chở đây. Nè, 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 nào đẹp mặt lên. Nè, Việt ngồi xích lên. Đẹp lên, Việt đẹp lên. Úi dồi, úi dồi, ngon quá trưởng. Nè, 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 nè. Ừ. Ngon làm gì Mon? Đẹp xe à, xe chạy ngon không? À, xe này chạy đẹp vui không? Vui không? Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ừ. Ừ. Con có xe hả? Con có chạy được không? Xe này quằn không được mà, hư rồi mà. À, cứ yên tâm đi hả? Bà cứ yên tâm đi hả? Con có chạy được không? Ừ. À,
chị Mon này, chị Nhi là chuẩn bị lên xe mô tô này. Ơi bật lên đẹp chưa? Win. Rồi nè, bye bye các bạn đây nè. See you again. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Ok nè, bye bye đi. Nhìn thế này.